Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vựa ôn lý bài tập toán lớp 1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 96. Ôn tập cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 tiếp theo. Bài số 1, viết dấu cộng hoặc dấu trừ thích hợp vào chỗ chấm. 25 chấm chấm chấm. Đây là 34 bằng cái này là 32, này là 20, 27. Chúng ta giả sử như chúng ta đặt dấu cộng để thử xem như thế nào ha. Chúng ta cộng thì chúng ta thấy là 5 ta cộng 4 là bằng 9. Bên này giả sử như đặt dấu cộng nha, thì là 9, 59. Còn bên này chúng ta đặt dấu cộng thì nó cũng được là 59. Như vậy hai bên này bằng nhau. Như vậy cái này chúng ta sẽ đặt dấu cộng. Hai bên đều cộng hết. Còn này là 48, này là 23. Cái này là 69. Nếu như chúng ta đặt dấu cộng, đặt hai bên dấu cộng thì không có đúng. Tại vì bên này bản thân con số này là 69 nè, nó đã lớn hơn là số này và lớn hơn số này. Và bên này là 44, nó cũng lớn hơn số này nhưng mà nó nhỏ hơn số này một chút xíu à. Cái này thì chúng ta xem, chúng ta nhẩm thử ha. Ta lấy 8, ta cộng cho 3. Nhưng mà 8 cộng 3 thì không được. Như vậy cái này là tại vì cộng không nhớ thì chúng ta không có cộng được, chúng ta phải bắt buộc phải trừ nè, bắt buộc phải trừ. Tại vì cộng, nếu như cộng thì đâu có được, tại vì cộng thì có nhớ mà bài của mình là không có nhớ nè. Như vậy chúng ta sẽ trừ để xem. Như vậy là 48 8 là trừ 3 cũng 5, 25. Rồi cái này bắt buộc chúng ta phải trừ chứ không đi đâu hết. Trừ 9 là trừ cho 4 phần 5, 25 bằng nhau. Bài B, cái này là 99. Rồi cái này là 42. Cái này là chắc chắn nó sẽ là trừ 9 là trừ 4 là còn 5, 75. Còn hai này chúng ta sẽ là cộng, này bằng 5, 75 luôn. Bài này là 35, cái này là 43. Này 99. Cái này sẽ là cộng 78. Cái này sẽ là trừ. Câu C là một cái dạng bài khác. Cái này ô trống 20, ô trống 33 lớn hơn là 56. Lớn hơn 56 đúng không? Thì cái này thì chúng ta cứ việc cộng lại thôi. Việc cộng chứ đừng có trừ, tại vì trừ nó đôi khi nó sẽ nhỏ hơn con số 56. Ta cứ cộng hết lại. Này cộng lại và chúng ta sẽ cộng với cái này nữa. Như vậy chúng ta thấy là cộng nó không có nhớ này. 5 ta cộng 0 là bằng 5, 5 ta cộng 3 là bằng 8. Cậu này là 4 cộng 2 là 6, 6 ta cộng với 3 là 9. Như vậy là được. Còn bên này nguyên cái ở bên này nhỏ hơn 45. Thì cái này thì chúng ta sẽ là trừ nè. Chúng ta trừ chứ còn cộng không được. 8 cộng 6 là 14, 14 thì nó sẽ dạng là có nhớ. Rồi chúng ta trừ ra chỗ này chúng ta trừ tiếp cũng được nè, trừ tiếp. Cái này chúng ta bắt buộc trừ tiếp chứ không phải là cũng được, trừ tiếp nè. Chứ còn nếu như điền dấu cộng thì nó sẽ vượt quá 45 nè, chúng ta trừ. Bài này thì cái số này bắt buộc phải cộng với số này. Tại vì 25 nó nhỏ hơn 52 chúng ta không có trừ được, cho nên bắt buộc phải là cộng. Cộng là sau đó thì chúng ta sẽ trừ này đi. Bé hơn 96. Rồi cái này là bằng 55. Cái này thì sao đây? Tặng cùng là chữ số 5 đúng không? Như vậy chỗ này chỉ có việc là 7 ta trừ cho 2 là bằng 5. Như vậy ngay chỗ này là sẽ là trừ này. Cái bài này người ta họ cho là nhầm. Nhầm rồi. Này là 65 mới được chứ còn 55 không có được. Chỉnh là 65 ha. 55 không có được. Chúng ta qua bài số 2. Viết số thích hợp vào ô trống. 74 ta trừ cho 21. 4 là trừ 1 còn lại là 3. 7 trừ 2 là còn là 5. Rồi 53 ta trừ tiếp cho 23 thì bằng 0. 3.
Cái này các con gì chỗ này mà ta trừ 24 là 35. Bây giờ đây là dấu trừ, dấu trừ thì đây là số bị trừ. À, muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu, ta cộng với lại cái số trừ này. À, thì ra số này. Và hai này ta cộng nhau, 5 cộng 4 là bằng 9. 2 cộng 3 là 5. Rồi tới đây thì hai này cộng với nhau là 5 cộng 2 bằng 7. 47. Bài này dấu cộng. Dấu cộng thì đây là một cái số hạng chưa biết, muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng ta trừ đi số hạng nó biết, ta lấy 78 ta trừ cho 45. 8 mà ta trừ 5 là còn lại là 3, 7 ta trừ cho 4 là còn lại là 3. Và tới đây thì chúng ta trừ cho số này thôi. À, 8 ta trừ cho 0 là 8. 50 58. Bài này chúng ta tính ngược lại. Bây giờ đây là dấu cộng đúng không? Dấu cộng đây là số hạng. Muốn tìm số hạng chưa biết thì ta lấy tổng ta trừ đi số hạng này, số hạng đã biết. 9 ta trừ cho 5 là còn lại là 4. 8 ta trừ cho 2 là còn lại là 6. Rồi từ đây cũng tiếp tục vậy. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Ta lấy 64 ta trừ cho 32. Đây là 2 3. Bài tiếp theo là bài số 3. Khoanh vào chữ có đáp án đúng. Số cộng với 54 được số lớn nhất có hai chữ số là. Rồi chúng ta xem lại cái đề này. Số cộng với lại số 54 là như vậy, chúng ta tạm thời thì chúng ta xem như là một cái ô trống này. À, cái ô trống ta cộng với lại là 54 được không, thì được số lớn nhất có hai chữ số, được số lớn nhất hai chữ số này, con số chỗ này là số 99. À, số lớn nhất mà có hai chữ số là con số 99. Và bây giờ là chỗ này là muốn tìm cái này là số hạng, muốn tìm số hạng cho biết ta lấy tổng ta trừ đi cái này. Giờ là ta lấy 99 ta trừ cho 54. Giờ là 9 ta trừ 4 là còn 5. 45. Nha. 45 đây cô B. Số trừ đi 43 được bé nhất có hai chữ số là. Số trừ đi 43. Rồi như vậy là thì tạm cho là ô trống đúng không? Trừ đi 43 bằng được số bé nhất có hai chữ số, số bé nhất có hai chữ số là con số 10. Như vậy thì ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có gì đây? Đây là dấu trừ, đây là số bị trừ, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu, ta cộng với lại là số trừ. Như vậy ta lấy 43 là cộng với 10, như vậy là bằng là 53. Câu D 53. Bài tiếp theo là bài số 4. Hoàn thành bài toán sau. Hà có x hơn An 16 viên bi. An có x hơn Bá 12 viên bi. Hỏi Hà có x hơn Bá bao nhiêu viên bi? Phép tính. Rồi như vậy cái bài này chúng ta đọc lại cái đề này. Hà có x hơn An là 16 viên bi. Nhưng mà An này là x hơn Bá tới 12 viên bi nữa. Hỏi Hà và là Bá x hơn là bao nhiêu viên bi. À, như vậy ta lấy hai số này ta cộng lại với nhau. 16 ta cộng với lại là 12. Vậy là bằng là 20, 28 viên bi. Đáp số trả lời là Hà có x hơn Bá là 28 viên bi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.